Xin chào quý vị và các bạn. Sau những ngày rét ẩm, sáng nay, người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã bắt đầu ngày Chủ nhật cuối tuần với thời tiết dễ chịu hơn. Mức nhiệt thấp nhất lúc này cũng đã lên tới 13-15 độ, trời tạnh ráo và hầu như là không mưa, báo hiệu một ngày cuối tuần với tiết trời thuận lợi. Với các tỉnh vùng núi thì nhiệt độ cũng đã nhích nhẹ, dao động trong khoảng từ 12-14 độ, các đỉnh núi cao thì sấp xỉ 10 độ. Chỉ có một lưu ý nhỏ là tình trạng sương mù vào sáng sớm tại khu vực miền núi vẫn có thể làm giảm tầm nhìn, nên các tài xế ô tô, xe máy thì cần hết sức chú ý khi lưu thông trên các cung đường quanh co miền núi vào thời điểm này. Ngoại trừ lưu ý đó ra thì thời tiết đang diễn biến khá tích cực. Càng gần đến trưa, mây càng giãn mỏng, nhường chỗ cho nắng vàng xuất hiện trở lại sau những ngày âm u giá lạnh. Hôm nay rét đậm chấm dứt tại miền Bắc với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ đạt mức từ 18-21 độ, nhiều nơi thì còn cao hơn từ 2-3 độ. Thời tiết ấm lên rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí cuối tuần. Đến chiều tối thì gió đông bắc yếu dần và nhường chỗ cho trường gió đông nam mang nhiều nguồn ẩm từ biển vào sâu trong đất liền, khiến cho bầu trời nhiều mây trở lại và một số nơi thì có thể xuất hiện mưa nhỏ nhưng mà lượng mưa không đáng kể. Nhìn chung thời tiết sẽ còn ấm lên trong những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3, khá thuận lợi cho cuộc sống của người dân khu vực. Với các tỉnh Trung Bộ, do nguyên nhân gây mưa chính là đới gió đông bắc hoạt động suy yếu dần, nên từ hôm nay thì mưa tại khu vực này sẽ suy giảm hẳn về diện và lượng. Vào sáng nay thì mưa chỉ còn xảy ra cục bộ tại một số nơi như là Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn hay là Phú Yên với lượng ít. Do mưa giảm nên nền nhiệt tại khu vực này cũng có xu hướng tăng hơn, trời chỉ còn rét tại các tỉnh thuộc Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với biên độ nhiệt dao động trong ngày từ 14-22 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết sẽ ấm áp hơn, đặc biệt là tại các tỉnh Nam Trung Bộ như Ninh Thuận hay là Bình Thuận, thì nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên đến 29-30 độ, thậm chí là trên 30 độ. Không khí lạnh phương Bắc đã suy yếu nên thời tiết các tỉnh phương Nam cũng trở lại với trạng thái nắng nhiều và khô hanh, đặc biệt là tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai hay là thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 34-35 độ. Còn đối với các tỉnh khu vực vùng cao Tây Nguyên, trời sẽ nắng khô với nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại và phổ biến ở vào ngưỡng 28-31 độ. Nắng nhiều, nhiệt cao và độ ẩm thấp tiếp tục làm tăng nguy cơ cháy rừng, hỏa hoạn tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Bên cạnh đó là tình trạng khô hạn xâm nhập mặn gia tăng tại đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, những ngày cao điểm mùa khô này, người dân khu vực cần hết sức thận trọng với nguy cơ cháy, tiết kiệm nguồn nước và năng lượng, đồng thời thì cần dốc sức chống hạn chống mặn cho cây trồng và vật nuôi. Xin được chuyển sang các thông tin thời tiết trên biển. Ngày hôm nay tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc tạm thời giảm dần về cường độ, phổ biến ở vào mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Thời tiết nắng ráo ít mưa và tầm nhìn xa thông thoáng. Tuy nhiên, tàu thuyền vẫn cần chú ý với tình trạng sóng to gió lớn tại khu vực này. Như vậy là miền Bắc sẽ nắng ráo và ấm dần lên trong ngày Chủ nhật cuối tuần. Trung Bộ giảm mưa rõ rệt, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ thì tiếp tục duy trì tình trạng nắng nhiều, nhiệt cao cùng với độ ẩm thấp. Bản tin thời tiết sáng nay sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành. Xin kính chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Thank you.